Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 6 trên 6 của bài 13 Cũng là phần cuối của bài này à, Phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các cái đoạn đàm thoại và bài đọc à, Đoạn thứ nhất Tha rỉnh dầm mà giang Anh ấy thế nào? Xeo trang ni chuy nở Xeo trang ni chuy nở Bạn Trương à, bạn đi đâu vậy? Wǒ yǒu gè yuè Quả dầu cơ dê huê Tôi có một cuộc hẹn à, Lẽ ra chúng ta cũng có thể nói là Quả dầu dĩ cơ dê huê Nhưng mà từ dĩ có thể giảng lược đi Ní dầu nán phấn dầu lá Ní dầu nán phấn dầu lá Bạn có bạn trai rồi à Dầu lá Dầu lá có rồi Tha tràn tơ chẳng mấy giang Tha tràn tới chẳng mấy giang Anh ấy trông thế nào à, Tràn tới là dùng để hỏi ngoại hình Tha tràn tới chẳng mấy giang Tha cơ trở cao cao ta Tha cơ trở cao cao ta Cơ trở là vóc dáng Vóc dáng anh ấy khá cao Tính từ lặp lại nghĩa tăng lên Bủ phang bủ sô Bủ phang bủ sô Không mập cũng không gầy à, Tức là người vừa người Bỉ hòa ta san xuê Bỉ hòa ta san xuê à, Lớn hơn tôi 3 tuổi Tha rỉnh giùm mà gian, Tha rỉnh giùm mà gian, à, Còn con người của anh ấy thế nào Tức là đang hỏi về tính cách đó Thá hình xuống miền Thá hình xuống miền Anh ấy rất thông minh Ai xuế sĩ Ai xuế sĩ đây là ham học Sĩ hoan duyên dong, Sĩ hoan duyên tôn là thích thể thao à, Nì dĩ tiên khẩn ba Nì dĩ tiên khẩn mạn gì ba à, Chắc chắn là bạn rất hài lòng phải không Dĩ tiên là chắc chắn à, Bạn nhất định hoặc là bạn chắc chắn là rất hài lòng phải không Sư sí sure, à đúng vậy À, sau đây mời mọi người chúng ta cùng đọc lại nha. Xiao Trang ni chuyến nào? Wǒ yǒu gè yuè huì. Nǐ yǒu nán péng yǒu le. Yǒu le. Tā zhǎng de zěme yàng? Tā gè zhe gāo gāo de. Bǔ pāng bǔ shòu bí wò ta san suê Tha rỉnh dầm mấy dàng Tha hình sông miệng Ai xuế xí Sì hoan duyên tông Nì yí tinh hẳn mạn yí ba Sư à Kế tiếp nữa chúng ta xem đoạn 2 à đoạn 2 à, với chủ đề là Ní nui ở dầu cung cho la Ní ở con gái của bạn dầu cung cho la có công việc rồi à, có việc làm rồi lão lị Ní nui ở cung cho la lão lị Ní nui ở cung cho la xưng à, là lão tức là hai người cũng lớn tuổi với nhau rồi ông lý à, à con gái của ông có việc làm rồi à Ní nui ở cung cho la 是啊，在飞机上当空中小姐。是啊，在飞机上当空中小姐。Vâng, si à, sang, khung trung xẻo trẻ sang, trung xẻo so trẻ Vâng, ở trên máy bay Rồi tăng khung trung xẻo trẻ là làm nữ tiếp viên hàng không Thì mình dịch là làm nữ tiếp viên hàng không trên máy bay Sư phê chí sang, tờ phú ưu ba sư phê chí sang, tà phụ ưu ba Là nhân viên phục vụ trên máy bay, phải không? sơ tăng khung xẻo trẻ bu chèn tán à sơ là vâng tăng khung xẻo trẻ làm nữ tiếp viên hàng không bu chèn tán à không đơn giản đâu bu chèn tán à rỉnh giao tràng tới pheo len rỉnh giao tràng tới pheo len người á trong phải xinh đẹp người phải xinh đẹp hãy giao huê quay gì nè hãy giao huê quay gì nè còn phải biết hãy giao huê còn phải biết còn phải biết ngoại ngữ nữa Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc luôn nào Ní nữ ở dù cung do la Lão lị Ní nữ ở dù cung la Sư à Zài phê chi sang Tăng khung trung xeo chế Sư phê Tờ phú uyển ba Sư Tăng khung trung xảo trẻ, bu nà. giao trạng tơ piêu lượng. Hải giao hội ngoại nà. Cái tiếp nữa chúng ta xem một cái đoạn một cái đoạn văn ngắn với chủ đề là du Huê. du là động từ là hẹn gặp hay là hẹn hò gì đó, còn danh từ là cuộc hẹn. À, chúng ta xem nhé Đầu tiên mình sẽ đọc và giải thích nghĩa trước Sau đó rồi mời mọi người cũng đọc lại theo súng xển tức là trước đây súng xển Dĩ cơ nảnh xuyên nẻn nản xuyên à, nẻn là chàng trai Như vậy là dĩ cơ nảnh xuyên nẻn à, Có một chàng trai Hỡ dĩ cơ nì xuyên nẻn Dê huê Có một chàng trai hẹn hò với một cô gái Dĩ à, cơ nảnh xuyên nẻn Hỡ dĩ cơ nì xuyên nẻn huê khờ <laughs> sơ là nhân nán <laughs> sinh nén tơ thuệ dầu máu biên khờ sơ nán sinh nén tơ thuệ dầu máu biên nhưng mà cái chân của cái chàng trai đó dầu máu biên mình có thể dịch là có tật nữ sinh nén tơ bí giờ bú thai pheo len nữ sinh nén bí giờ bú thai pheo cái mũi của cô gái thì không đẹp lắm bí giờ đây là cái mũi Chien men na thiên Chien men na thiên Cái hôm gặp nhau, hôm gặp mặt Hoặc là hôm gặp nhau na thiên là hôm đó Nhưng mà ngay chỗ này thì chúng ta dịch là hôm gặp nhau Nán sinh nén chỉ ra mạ Nán sinh nén chỉ ra mạ Chàng trai thì cưỡi ngựa Chỉ ra ma tức là chỉ cái trạng thái là đang cưỡi ngựa Ngồi trên lưng ngựa Nì sinh nén nã trơ hoa Nì sinh nén nả trơ hoa Còn cô gái á, thì đang cầm hoa à, nã trơ hoa từ trơ đứng liền sau động từ để chỉ cái trạng thái đó nó đang diễn ra à, đang cầm hoa Dung hoa tàng trơ chưa chỉ ta bỉ trơ dùng hoa là dùng hoa à, <laughs> tàng tàn trơ chưa chỉ ta bỉ trơ à, che cái mũi của mình lại <laughs> tha số là chỉ hoa số là chỉ hoa họ nói với nhau vài câu số là chỉ chữ hoa nói với nhau vài câu Lẹn cơ rễn, hu xiang, mỹ pha xiang, quân thủy, lẹn cơ rễn là hai người. À, hu xiang, mỹ pha xiang, quân thị, không phát hiện ra vấn đề của nhau. H hu xiang là lẫn nhau. Hôm trước ta gặp là hu xiang băng ru, hu xiang sĩ xỉ, đã giúp đỡ lẫn nhau, học tập lẫn nhau. Ở đây là hu xiang, mỹ pha xiang, quân thủy à, không phát hiện ra vấn đề của nhau. Tô Hỉnh màn di đều rất hài lòng. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc lại nha. 约会，熊贤，一个男青年和一个女青年约会。可是，男青年的腿有毛病，女青年鼻子不太好看。见面那天。 男青年骑着马，女青年拿着花，用花挡着自己的鼻子。他们说了几句话，两个人互相没发现问题，都很满意。 Đến đây, mình xin kết thúc phần 6 trên 6 của bài 13. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. Xin chào mọi người.